Cảnh báo mắc sỏi thận từ thói quen cực xấu nhiều người dễ mắc phải. Có rất nhiều nguyên nhân gây nên căn bệnh sỏi thận, tuy nhiên phần đa xuất phát từ thói quen xấu của nhiều người. Hiện nay bệnh lý sỏi tiết niệu chiếm đến 45-50% các bệnh tiết niệu ở nước ta, tỷ lệ nam giới là 60%, cao hơn so với nữ giới là 40%. Lứa tuổi thường gặp là từ 30 đến 60 tuổi, chiếm từ 75 đến 80%. Nguyên nhân gây ra sỏi thận có nhiều yếu tố, nhưng chủ yếu là do rối loạn chuyển hóa, gây tăng canxi máu và canxi niệu, thay đổi pH nước tiểu. Bình thường pH sẽ từ 5.6 đến 6.3. Dị dạng đường tiết niệu bẩm sinh hoặc hẹp đường tiết niệu mắc phải gây ứ đọng nước tiểu, tạo điều kiện thuận lợi hình thành nên sỏi. Đa số các trường hợp sỏi canxi không rõ nguyên nhân. Một số tăng canxi do chế độ ăn uống, bệnh lý như mất nước, nằm bất động lâu, tăng canxi niệu gây sỏi, hoặc do cường tuyến cận giáp gây tăng canxi, hạ phốt pho. Tuy nhiên hiện nay, trong cuộc sống hàng ngày, các nguyên nhân gây nên sỏi thận được các bác sĩ kể đến hay gặp đó chính là: sử dụng thuốc tùy tiện. Sử dụng thuốc tùy tiện của người dân là một trong những thói quen gây nên sỏi thận. Việc tự kê đơn, sử dụng thuốc bừa bãi không theo chỉ dẫn của bác sĩ sẽ có thể dẫn tới bệnh sỏi thận. Theo thống kê của các chuyên gia tại Anh Quốc cho thấy, việc lạm dụng thuốc kháng sinh trong thời gian dài sẽ làm tăng nguy cơ mắc sỏi thận. Một số nhóm kháng sinh được nhắc tới như cephalosporin, penicillin. Ăn quá mặn, nhiều đạm. Thói quen ăn mặn, ăn nhiều chất đạm cũng là nguy cơ gây sỏi thận. Thực phẩm chứa nhiều muối và nhiều chất đạm sẽ làm giảm độ pH nước tiểu, kích thích bài tiết canxi và cysteine, gây sỏi thận. Ngoài ra chúng còn làm giảm bài tiết chất citrat, chất giúp ngăn chặn sự tạo thành sỏi. Trong những đồ ăn có chứa nhiều dầu mỡ, lượng protein và chất béo nhiều sẽ tăng thêm hàm lượng cholesterol trong dịch mật, hình thành nên sỏi. Uống ít nước. Uống ít nước khi lượng nước đưa vào cơ thể quá ít, không đủ để thận lọc và đào thải ra ngoài. Điều này làm cho nước tiểu trở nên đậm đặc, tạo điều kiện cho các chất khoáng kết tinh lại và gây bệnh sỏi thận. Nhịn tiểu. Mọi người không nên nhịn tiểu, cần tránh để nước tiểu tồn lưu trong bàng quang. Nhịn tiểu là một thói quen không tốt cho sức khỏe nhất, có thể gây ra nguy hại cho thận của bệnh nhân. Nước tiểu được chứa trong bàng quang, trong khu vực xương chậu và được hỗ trợ bởi cơ xương chậu, chứa nước tiểu từ khi nhận cho đến khi nước tiểu được phóng thích ra bên ngoài. Nhịn tiểu lâu thường xuyên không chỉ gây hậu quả nặng nề như nhiễm trùng tiểu, bệnh lý về thận, sỏi thận, bàng quang, đường tiết niệu, làm giảm chức năng sinh lý. Trong đó, vỡ bàng quang được coi là nguy hiểm nhất, nếu không được phát hiện và phẫu thuật kịp thời sẽ nguy hại cho sức khỏe. Biến chứng của sỏi tiết niệu vô cùng nguy hiểm. Nhiều bệnh nhân chủ quan với sỏi vì nghĩ có thể sống chung với sỏi và đến khi gây ra các biến chứng nặng mới tới bệnh viện. Các biến chứng thường gặp nhất là nhiễm khuẩn tiết niệu, viêm đài bể thận, viêm thận kẽ, viêm hẹp cổ đài thận, giãn đài bể thận, ứ nước, ứ mủ thận, áp xe thận. Đặc biệt, sỏi thận có thể gây ra suy thận do sỏi thận hai bên gây tắc nghẽn thận.